Và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Muốn gì? Mấy người muốn gì? Ôi, mấy người muốn gì? Em muốn cái gì anh? What? Em muốn cái gì anh? What? Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những đôi bàn tay run rẩy. Cùng chơi là anh phải cho bột nở và cho nó nở người. Cho xi măng muốn gì? Mấy người muốn gì? Mấy người muốn gì? Em muốn cái gì anh? What? Em muốn cái gì anh? What? Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những đôi bàn tay run rẩy. Biết nắm tay con gái không? Quay xí nhưng mà chỉ nhìn cam hay là nhìn không có đi bình thường thôi, nhìn nắm hình thôi. Giống giả quyền như là ít gì luôn. Hiểu lòng mày. Giống con Minty ơi. Idol Minty hả? Làm vẻ mặt ngọt quay cái mặt nó mà riêng luôn. Bây giờ mình test cho Minty. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Mặt mộc nè mọi người, mặt mộc. Mặt mộc lắm rồi đó. Mộc, mộc này là mộc gì đấy? Và đặc biệt là Minty rất là tốt lông.
tốt lâu cực mọi người ạ. À. Nhìn này rồi, dày lắm. Ai cứ học tốt tóc. Dày lắm mấy công ty đó mọi người xem ảnh nha. Hết khỏi rồi. Đó, vậy đó, idol của mình vậy đó mọi người. Mọi người thấy dễ thương đúng không? Mọi người thấy dễ thương đúng không? Thả tim nha, những cái ủng hộ tim tim trong lớp học phải nghĩ chứ. Đúng, wow, tuyệt vời. Hoài, đúng không? Mưa nào mà hẳn cảnh. Cô bé mệt mỏi. Chủ nhật mua.